Alo, Tâm xin chào tất cả mọi người đang xem video trên kênh Tâm Điện Tử nha. Thì hôm nay Tâm test lại cái dàn âm thanh của mình đó, thì phát hiện ra nó có một kênh nó không có tiếng nha các bạn. Thì sau một hồi kiểm tra thì cái dàn âm thanh nó không có vấn đề gì. Thì mình phát hiện ra một cái vấn đề là do cái đường tín hiệu vào nó bị có vấn đề ha, do chạm chập cái đường vào tín hiệu. Thì thông thường khi mà chúng ta sử dụng âm thanh thì các bạn sẽ đưa một cái đường tín hiệu từ bên ngoài vào âm thanh. Thì cụ thể đó chúng ta sẽ đưa từ laptop hoặc là thiết bị điện thoại Bluetooth đồ ha. Thì ở đây cái đường dây của mình là nó như thế này bạn. Thì ở đây nó có một cái dây, một cái đầu 3.5 CT nè ha. Thì ở đây thường mình ghim cái dây này vào cái ngõ Bluetooth hoặc là từ laptop để lấy dạng âm thanh vào. Thì hôm nay cái dây này nó bị chập bạn. Thì mình kiểm tra một hồi thì mình phát hiện cái dây này nó bị chạm chập. Trong đây có hai cái đường âm thanh left right này, ha, bên đỏ bên đen này, thì Tâm đã mở ra và kiểm tra phát hiện và sẵn đây Tâm chia sẻ cho các bạn nào mà có sử dụng dạng âm thanh mà gặp cái tình trạng như vậy ha. Thì khả năng khi mà các bạn có sẵn dây tín hiệu đi theo á, dây sơ cua thì chúng ta đầu tiên chúng ta có thể thay thử cái dây này đi. Thật ra thì cũng rất là dễ biết, thì thường khi mà các bạn ghim vào cái mixer hoặc những cái thiết bị âm thanh á, chúng ta nhìn cái đèn tín hiệu là chúng ta có thể phát hiện ra ngay. Thì đó là những anh em chuyên nghiệp thì ta nhìn ra được. Ví dụ như những anh em mà mình chưa có rành về âm thanh lắm thì có thể là khó phát hiện ha. Thì đây Tâm chia sẻ để anh em nào chưa biết và quan tâm có thể xem cái video này. Còn anh em nào mà chuyên nghiệp rồi thì có thể bỏ qua cho mình. Thì đây quay lại về cái vấn đề dây tín hiệu ha. Thì cái dây tín hiệu nó như thế này bạn. Hai cái ngõ ra bông sen này nè. Thì mình đối với cái đầu dây nhỏ này, chỗ này nó có ba cái nấc nè. 1 2 3. Thì cái dây này, cái nấc đầu tiên này là cái nấc mát đó bạn. Thì cái nấc mát này khi mà chúng ta hàn dây thì cái mát này nó ăn ra hai cái đầu ngõ bên đây nè. Cái mát á, cái mát này nó ăn hai bên đây. Còn cái nấc trong này là hai cái nấc tín hiệu, thì cái nấc tín hiệu này nó sẽ ăn vào trong đây hoặc bên đây, hai cái nấc nấc này, mỗi nấc nó ăn qua bên một tín hiệu này. Thì cụ thể trong cái video này, cái trường hợp mình gặp là nó bị chập đường tín hiệu vào ha, chập đường tín hiệu vào, và sau một hồi mình kiểm tra thì phát hiện nó bị chập bên đây, bên cái dây mà mình mở ra nè bạn, bên dây mở ra nè, dây này không biết bạn nhìn rõ không nè, mở chắc mở lát lên cái thì dễ nhìn ha. Thì đây nè, chúng ta đo thì nó cái dây mát này nó ăn hai ra đây, còn tín hiệu ăn ngoài đây, nhưng mà khi lúc nãy Tâm đo thì bên cái ngõ này nó dây mát này nó chập vào dây tín hiệu, lý do nó chập như thế cho nên là nó đã triệt cái đường tín hiệu xuống mát rồi bạn, ra mình không có tín hiệu ra một bên lò nó bị mất, cho nên là mình không nghe được một bên, đó là cái nguyên nhân. Và khi mà Tâm đo thì hai cái dây này dính nhau, sau một hồi mình tách chập thì nó không còn dính nữa ha. Thì để đo chúng ta đo thông mạch thôi bạn ha. Đây đo thông mạch nhanh nhất là chúng ta có thể đo được mát này với hai cái đường này là chúng ta phát hiện ra ngay, mát này với đường này nè không lên ha, mình đường này không lên, nhưng mà nãy khi Tâm chưa tách chập á thì do nó chập đường tín hiệu này xuống mát à, mình đo với này, cái này đường này với này là nó dính nhau, hoặc là này với này nó dính nhau ha. Thì đối với cái này á, thì chúng ta đo ba cái dây này, ba cái nấc này khi mà chúng ta đo thông mạch với nhau nó không lên ha, nó không lên là tốt. Và cái nữa chúng ta đo mát này qua đây nè, mát này lên ha, mát này lên là tín hiệu này, tín hiệu này với bên bên đây lên nè, nó không ăn qua đây thì này thì nó ăn lên đây. Như thế là ok bạn. Và trong cái nguyên nhân gây mất một bên kênh tín hiệu thì nó bị đây là do cái dây tín hiệu này á, lúc đó người ta hàng thì nó đây là tín hiệu, đây là mát, thì cái chỗ này rất là sát ở đây bạn. Một thời gian sau đó nó bị đây mát nè, nó ăn nó bị thấm vô trong đây luôn. Chỗ này Tâm tách chập rồi đó, thì chỗ này mình phát hiện nó, bạn nhìn kỹ cái dây tín hiệu chỗ này nè, cái dây màu đỏ nó có một chốc một cái lớp lớp nhựa bảo vệ ở đây đó. Bây giờ Tâm chắc đã tách nó hở lên như thế này bạn nè.
Thì trong cái trường hợp này mình chia sẻ cái vấn đề tại sao nó bị mất tín hiệu thôi. Còn như anh em, như mình nói ban đầu á, những anh em chuyên nghiệp ta nhìn vào là người ta biết à, nhìn vào là biết. Còn như chúng ta không biết thì chúng ta có thể loại ban bằng cách chúng ta thay thử cái này, thay thử cái dây này là nhanh nhất. Hoặc là các bạn có thể đổi dây tín hiệu, từ rút dây này ra, gắn cái dây bên tốt qua đây. Nếu nó tốt thì chúng ta biết là cái dàn âm thanh chúng ta bao gồm mixer công suất, các vấn đề nằm phía sau đó nó ok hết. Còn khi mà chúng ta đổi thử cái dây bên tốt qua bên đang bị mất á, mà nó vẫn không có, thì rõ ràng là chúng ta lỗi được cái ban dây hư ha. Đó là cái cách mà để chúng ta thử nhanh. Và trường hợp này thì khi chúng ta phát hiện ra được cái hư hỏng ở đây rồi, thì cái vấn đề mà khắc phục nó sẽ đơn giản hơn các bạn. Nguyên nhân là khó tìm, nhưng mà khi tìm được nguyên nhân thì chúng ta sẽ có hướng giải quyết thôi. Thì đây chúng ta sẽ, một là nếu bạn có mẫu hàng thì chúng ta cắt bỏ ra, cắt bỏ này ra, chúng ta hàn lại thôi. Hoặc là thứ hai nữa là chúng ta có dây, dây sơ cua, thì chúng ta rút cái dây này bỏ ra, chúng ta gắn cái dây tốt vào, và cái dây này chúng ta sẽ xử lý sau đó. Và cái trường hợp mà hiện tại chúng ta đi show ở trong ở vùng sâu vùng xa không có điều kiện thì các bạn làm như thế nào? Thì ở đây cách này, ví dụ như bây giờ mình không có cách nào khắc phục thì sẽ tách chập ra như thế này ha. Các bạn cứ tách chập ra như vậy đi, tách chập ra, và chúng ta cứ để gì mà chúng ta ghim vào để chúng ta chơi cho hết cái show đó đi, chứ giờ ở trong vùng sâu vùng xa thì tình huống bắt đắc chỉ cũng rất là khó khăn để cho anh em mình khắc phục ha. Thì theo mình á, thì nếu như mình á, thì mình sẽ xử lý cách là bây giờ mình sẽ tách chập cái như vậy, tách chập ra, nghĩa để cho nó đừng có cái đường mát này, nó đừng chạm vào đây cái nữa ha. Thì chúng ta có đủ hai cái đường âm thanh để chúng ta chơi cho xong cái show, và khi mà chúng ta lôi đồ về rồi thì chúng ta sẽ xử lý nó sau. Và để an tâm nữa, các bạn có thể kiếm cái gì cách điện đây ha. Gì cách điện đây thì chúng ta cứ kiếm một miếng giấy hay miếng nhựa gì đó, chúng ta chèn vào đây, chúng ta chèn vào đây cho nó đừng có bị ảnh hưởng nữa. Chứ đang chơi show mà đã nó cứ chạm chập, nó ảnh hưởng thì nó ảnh hưởng đến cái chất lượng âm thanh của chúng ta trong cái vấn đề đi show, nó cũng khá khó chịu ha. Thì đây ví dụ như mình, anh em có keo 502, có keo 502, có sẵn keo 502, ví dụ có sẵn keo 502, chúng ta có thể nhiễu một ít vào đây, nhiễu một ít vào đây thì chúng ta được khắc phục luôn cái tình trạng này. Khi bạn nhiễu ít vào đây thì nó sẽ không có gây chạm cho này nữa ha. Thì đây Tâm sẽ có thể là nhiễu một ít keo 502 vào ha. À, giải pháp tình thế là mình sẽ nhỏ vào một ít keo 502 vào. Bây giờ chúng ta nhỏ một ít keo 502 vào và chờ nó khô thôi. À, khi nó khô thì các bạn có thể sử dụng luôn được con dây này. Đó là xử lý theo cách tình thế để chữa cháy cho tình trạng hiện tại thôi bạn. Còn khi mà chúng ta lui đồ về rồi thì chúng ta sẽ làm lại cho nghiêm chỉnh ha. Thì đây là một cái trường hợp mà mình gặp trong cái thực tế ở cái dàn đồ của mình mà nó bị mất một kênh âm thanh. Thì sẵn đây mình cũng khắc phục và cũng chia sẻ cách làm để cho các anh em nào chưa biết. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video nha. Nếu bạn là người đầu tiên đến với Tâm Tử thì hãy bấm đăng ký kênh và bấm một like để làm động lực, và cũng để theo dõi những cái video mới nhất mà Tâm Tử đăng lên nhé. Xin chào mọi người.